Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level cấp biển nha các bạn. Nhưng mà bữa nay mình sẽ tới cửa diệt chùm luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà không biết có qua bàn được không? Thì xin mời các bạn theo dõi cái clip này coi mình có qua được bàn không nha. Rồi, ok, let's go. Đây, cái trận này thật là quyết liệt các bạn ơi. Thắng thua là mình sẽ qua cái bàn mới nha. Đó, cái con zombie nó độc thư nó nói gì đây, ta sẽ tiêu diệt gì đây, biết đâu. Ok, ông chú đội đốn đây. À, bây giờ nó hạnh gì nè? Rồi. Nó chân bây giờ gì vậy? Ủa, Đấy là zombie khổng lồ đó, zombie đại ca đó. zombie nó có một mắt. Đúng rồi. Ông bây giờ cũng gì vậy? Đó là zombie đại ca đó bây giờ. Ủa? Nhưng mà cái trận gì mà nó có nè Nó là giờ rồi sao qua không có ấm này để cho nó ấy từ từ một chút bé chân bé hỏng rồi rồi xong nó ăn cái cây súng của mình này nãy rồi cho nó đổ bình xác hết nhỏ bình thuốc đúng rồi Thì sao ba không bấm này cho nó chết đi? Từ từ đi, ba có chiến thuật của ba, cứ yên tâm đi. Yên tâm Yên tâm đi. Từ từ đi, nó không chiến thắng qua nữa đâu. Ok các bạn ơi. Giờ dùng 10 quá chị Đi nhắc ra 25 các bạn rồi. ơi. Thử cho tôi cái nằm súng này có công dụng gì không? Thế nào tiêu diệt đi sao sao cái nòng thế không này à, cái nòng súng đó nó bắn rồi ơi giải lão bắn nữa để với chú để mà tiêu diệt cái con zombie này chút đình hình quá căng thẳng các bạn ơi mình mua thật nhiều cái này sầu riêng này luôn Vậy đi Đó, bơm luôn, cho đổ bên sáng cái đứa hết liền. Bây giờ zombie con nó hãy ra quá nhiều zombie con luôn các bạn ơi. Zombie con. Ngon mình thắng chưa? À, chưa chưa chưa, đợi chút xíu mình mới thắng được. Ok. Trời ơi. Zombie khổng lồ xuất hiện rồi các bạn ơi. Nó gặp con cá mập á. Nó Đúng rồi. gặp con cá mập nè. Đó là zombie cá mập đó. Mình đã tiêu diệt được cái con zombie khổng lồ cầm cá mập đúng rồi. Ây da, nó đi cái chết chắc mình hết trơn rồi, thật là nguy hiểm quá đi. Không sao, mình sẽ đặt lại thôi. Trong chốc mình sẽ có lại khó, chắc chạy nó đi nữa rồi còn ra đây. Cái con này thật là ngoan cố, nó sẽ cho người một trận. Chết rồi, những người khổng lồ này xuất hiện đúng rồi. Trời ơi, thấy rồi, những người khổng lồ này xuất hiện rồi kìa, quá nguy hiểm các bạn ơi. Trời ơi, những người thật đó. Đặt cái bờ cho đổ bằng sáng với con những người này luôn. Ok. Những người khổng lồ rồi xong. Nó đi một cái giật lép mình nữa rồi nè. Ồ, bắn nó luôn. Bắn nó luôn, bắn nó luôn. Bắn nó luôn. Bắn nó luôn. Mày qua trận chưa? Chưa. Chưa. Khi nào mình giết được cái con zombie này mình mới qua trận thì hình quá căng thẳng luôn các bạn ơi. Zombie khổng lồ tới rồi, Vi ơi. Đừng bị hạch nè. Zombie khổng lồ tới rồi, nhưng mà mình không có vũ khí để hạch chơi. Ai ai thấy rồi. Đừng bị hạch đó mà. Cái gì vậy trời? Cái bô à? Như cái bô vậy. Đừng phải bô mà ba. Chỗ này. Thôi cãi nó đi, Vi Phúc ơi. Chỉnh tới đây, chỉnh ra. Chứ bay không lồ tới được đi.
cho mấy con rồng rồi chết hết. Yeah. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Nếu mà một chim rồng mà nó đi một cái nữa là mình sẽ bắt chết nữa đó. Phá lửa nó đi. Yeah. Chờ có con sinh viên khổng lồ xuất hiện thì mình sẽ quăng cho nó mấy cái trái bom cho gì này. Ủa hai tập hợp chết rồi. Nó đi kiểu gì mà hai con sinh viên này nó chết luôn. Nó tự đạp nó luôn. Sao xong rồi. Quá nguy hiểm rồi. Quá nguy hiểm rồi. Cho đổ mình luôn. Ê, bắn cả bát nữa đi. Bắn bát rồi. Yeah. Con rồng nó không vừa nữa luôn. Rồng kết thúc rồi các bạn ơi. Kết thúc có đây nha. Cho bơm đổ hết luôn. Wow, quá nguy hiểm rồi. Yeah. Gì vậy? Yeah. Quá nhiều zombie các bạn ơi. Chết rồi, zombie đã tiếp tục lên phục huy rồi. Dạ, mình đi bấm nè, chẳng chết luôn. Cho điện giật nó đi. Điện giật nó đi. Điện giật nó nữa đi. Điện giật nó nữa đi. Điện giật nó cái nữa con. Điện giật cái nữa con. Quá thế các bạn rồi. Sau đây mình sử dụng cái điện giật hơi nhiều nha. Yeah. Quá thế vũ khí xuất hiện cho cháy đen thôi luôn. À, đợi chút xíu đi. Mình sẽ tiêu diệt cái. Ồ, sao trận này hơi bị lâu các bạn rồi. Bắn cho nó khí thế chút coi. Khí thế là gì? Khí thế là hùng thế. Hùng thế là gì? Tức là nó hùng hồn lắm phải không? Sao có lá cuốn lại nó thành gì? Nó là con gì đâu? Con vũ khí luôn. Con đeo. Con mà vẫn nó đỏ nhỉ? Con đó là con chùm đó. Con chùm. Con chùm nó điều khiển với con này đó. Con hủy mấy con đó đó. Ừ. Bùm. Bùm. Yeah. Khoảng gà mà. Giật nó luôn, để giật nó luôn. Ba tí tận giật nó này nè. Giật nó luôn. Cái này nghe ba. Ờ, gần thắng rồi nghe ơi, rồi đi đi. Yeah. Cái này nghe ba. Trận chiến này quá nguy hiểm các bạn ơi, tốn vàng hơi bị nhiều nha. Đúng rồi. Đúng băng nữa. Bùng vàng. Bùng vàng. Yeah, chỉ còn chút đỉnh đó thôi mình sẽ tiêu diệt đó các bạn ơi. Phải không? Chút vàng hả? Chút vàng nữa là gì đây, chưa biết nữa. Yeah, ok các bạn ơi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mình sẽ chiến thắng của cái lèo quèo giúp chồng các bạn ơi. Nhưng mà tốn vàng hơi bao nhiêu rồi, cho điện nhận cái lên coi. Yeah, các bạn ơi, mình đã qua mà các bạn ơi. Chồng đã bị mình tiêu diệt các bạn ơi, nhưng mà tốn vàng hơi bao nhiêu nha. Tại vì do mình sử dụng điện giật đó đó các bạn. Nhưng mà không sao. Vàng thì mình đi những trận khác thì mình sẽ được thưởng nữa thôi. Quan trọng là mình sẽ tiêu diệt được con zombie các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì hãy subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, ok, bye bye.